Trịnh Thăng Bình. Dạ, xin chào chị Phương ạ. Ngộ quá. Bữa nay giờ cũng như mấy đứa nít mà bận đồ cái bận chồng thêm nghe hắn chưa? Đẹp mà. Tôi có nói xấu đâu thì tôi nói giống như thôi mà mấy người thôi. Rồi bữa nay sao? Bình đến với chương trình với tư cách là một giám khảo nè. Nhưng mà Bình nghĩ rằng là Bình có thể ôn hòa trên chiếc ghế đó không? Hay là liệu rằng là sẽ có những cái xích mích với cái người đó? Bây giờ thì có chị Ly ngồi chính giữa trấn lại rồi, trấn thành lại rồi nên là em nghĩ là chắc cái kiểu mà những cái mỹ trai bên phía bên kia được chị Ly hứng hết. Quá đó. Không em, chị ngồi giữa. Dạ. Chứ mỗi lần mà hai người mà chém qua chém lại chị né xuống nè đó. Thoải mái, em với Thành cứ thoải mái. Bây giờ thì xin mời chị Tân Bình. Đón xem tập 9 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 21 tháng 6 trên kênh HTV7.